Xin chào các bạn. Sau đây là hướng dẫn nạp và rút trên sàn Upitech. Để nạp tiền, đầu tiên chúng ta vào app Upitech. Chọn vào nạp tiền. Chọn phương thức thanh toán. Ở đây có hai phương thức thanh toán. Nếu bạn chưa có tiền điện tử thì bạn có thể chọn mua bằng tiền pháp định. Bạn chọn tiền Việt Nam. Ở đây bạn có thể mua bằng Visa hoặc Mastercard. Còn nếu bạn đã sở hữu tiền điện tử thì bạn chọn nạp tiền trên chuỗi. Tại đây có rất nhiều đồng tiền điện tử để bạn có thể nạp vào. Tôi sẽ chọn nạp bằng USDT. Chọn mạng Tron. Đây là địa chỉ ví của tôi. Tôi sẽ copy và nạp tiền vào địa chỉ ví này. Vậy là đã chuyển USDT thành công. Chỉ cần đợi vài phút và mở app lên lại, bạn đã thấy tiền được vào tài khoản. Bạn đã nạp tiền thành công.